Trước khi vào bài giảng hôm nay thì tôi muốn chia sẻ cho Hội Thánh một câu chuyện. Đó là trong thời Tam Quốc Diễn Nghĩa đấy, được chép trong sách kể về một nhân vật rất là nổi tiếng, đó là nhân vật Nữ Bố. Nhân vật này được thiên hạ ca tụng là ngựa thì có xích thố, mà người thì có Lữ Bố. Một cây trượng của Lữ Bố thì phải hai người gánh. Khi Nữ Bố ra quân thì chưa trận nào thua. Khi ba anh em Lưu Quan Trương gặp Lữ Bố thì cũng giao đấu Lữ Bố một lần, thì từ đó sinh lòng ngưỡng mộ và kính nể. Trận chiến kéo dài mấy chục năm sau thì Lữ Bố rơi vào tay Tào Tháo. Khi quỳ dưới chân Tào Tháo, Lữ Bố nói rằng: Tào Tháo còn nhớ không? Tào Tháo từng nói với tôi rằng nếu tha mạng cho tôi sẽ làm tể tướng cho Tào Tháo, tôi sẽ chinh phạt cho Tào Tháo và để Tào Tháo làm vua. Nên Tào Tháo nói rằng lúc ta nói với ngươi câu đó là lúc ngươi ở trên thành, còn ta ở dưới thành. Nhưng ngày hôm nay ngươi ở dưới chân của ta. Thì Lữ Bố mới nói rằng nhưng ta là người tài, nếu ngươi giết ta thì ngươi sẽ giết một người tài, thì ngươi sẽ bị thiệt. Nếu ngươi tha mạng cho ta, không làm tướng quân thì nàng kẻ cầm đầu một đám lính được, ta vẫn liều chết vì Tào Tháo. Thì Tào Tháo có quay sang hỏi Lưu Bị, thì Lưu Huyền Đức nghĩ làm sao. Lưu Bị mới nói rằng là Tào Tháo hãy nhận Lữ Bố làm con nuôi. Thì Tào Tháo phá lên cười: Lữ Bố có hai người cha nuôi đều đã chết dưới mũi giáo của Lữ Bố. Lưu Bị nói điều này có nghĩa là gì? Thì Lữ Bố quay sang mắng Lưu Bị: nhà ngươi không có nhân nghĩa. Lưu Bị lại quay lại mắng Lữ Bố: loại như ngươi mà cũng nhắc đến nhân nghĩa hay sao? Thì trong câu chuyện này nói về nhân vật Lữ Bố, thì Lữ Bố là một người anh hùng có tiếng, nhưng mà 5 tháng đi chiến tranh, đạo đức của Lữ Bố bị suy đồi rất là nhiều. Ông ấy không giữ được cho mình cái đạo đức tốt, không giữ cho mình được sức mạnh của tấm lòng, mà chỉ có sức mạnh của cánh tay và đôi chân mà thôi. Cho nên là đã chết dưới tay Tào Tháo, và chết trong sự cầu xin được sống, chết một cách hèn hạ. Và đôi khi trong cuộc đời này, chúng ta là những người lính của Chúa, và rất dễ chúng ta sẽ giống như Tào Tháo. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta mạnh mẽ, nhưng điều yếu đuối nó không xảy đến vào ngày mai, mà điều yếu đuối nó sẽ xảy đến khoảng tầm một vài năm sau, thậm chí là 10 năm sau. Và hôm nay con sẽ chia sẻ với Hội Thánh về một cái bài giảng của một vị tiên tri cuối cùng trong dân Israel, một vị tiên tri cuối cùng là Giăng Báp Tít. Ông chỉ giảng một bài giảng và thiên hạ, và để rồi muôn đời đã lưu danh bài giảng của ông ấy. Chỉ một bài giảng mà đã làm nên tên tuổi của Giăng Báp Tít. Chúng ta sẽ học với nhau trong cuốn Kinh Thánh Luca chương 3 câu 7 đến câu 17, học về lời giảng của Giăng Báp Tít. Con hiệp ý, con xin cầu nguyện. Cảm ơn Chúa của chúng con. Xin Chúa Ngài đến cáo trách lòng chúng con, Chúa dạy dỗ chúng con một điều gì đó, và để rồi khi con đến đây và ra về, chúng con sẽ bước vào tiến trình lên thánh, thánh hóa cuộc đời mình trở nên giống Chúa. Xin tha thứ chúng con và mở lỗ tai chúng con được lắng nghe lời của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Christ. Amen. Chúng ta sẽ học với nhau trong Luca chương 3 câu 7 đến câu 17. Chúng ta sẽ cùng nhau đứng dậy và đồng thanh đọc phân đoạn này. Ở đây là bản hiệu đính, nhưng mà Kinh Thánh của tôi thì đang là bản bản Kinh Thánh Chúa nhau. Chúa thầy nhau đọc như thế ạ. Vì thế sao có những đoạn dân đến để ông làm bắt tên rằng có những đoạn dẫn đầu kia, ai đã báo cho các ngươi biết để chạy trốn cơn thịnh nộ sắp đến. Vậy hãy kết quả xứng đáng với sự ác la, đừng tự nhủ ác la là tổ phụ chúng tôi. Vì tôi nói với các người, Đức Chúa Trời có
lại về gốc cây. Cây nào không sinh quả tốt thì sẽ bị đốn và lãng vào lửa hỏa. Dân chúng hỏi rằng, vậy chúng tôi phải làm gì? Ông đáp, ai có hai cái hãy chia cho người không có, ai có thức ăn cũng nên làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến để chịu phép bắt đem hỏi rằng, thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ, đừng thu quá mức quy định. Binh lính cũng hỏi, còn chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời, đừng hót dạ hoặc vu khống ai để tống tiền, nhưng hãy bằng lòng về bản lương của mình. Tất cả dân chúng đang trông đợi và tự hỏi trong lòng, phải chăng rằng là lãng phí? Vì vậy, Giăng trả lời với mọi người, tôi làm phép bắt đem cho các người làm nước, nhưng có một tấm uy quyền hơn tôi sẽ đến. Tôi không đáng bỏ quai dép cho ngài. Ngài sẽ làm phép bắt đem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và lửa. Tay ngài cầm lia để dê thật sạch sân lúa mình và thu lúa vào kho, nhưng dơm dạp thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Ở đây chúng ta sẽ thấy Giăng thật ra là giảng một bài giảng, và bài giảng thứ hai là ông làm chứng của Chúa Giêsu. Thì ông làm chứng rằng là sẽ có một đấng đến sau ta. Ta không phải là đấng Christ, nhưng mà đấng Christ sẽ đến sau ta. Và ta thì không xứng đáng mở dây giày cho ngài. Ta nay chỉ làm phép bắt tem các ngươi bằng nước thôi, nhưng khi ngài đến, ngài sẽ bắt tem với các ngươi bằng nước và bằng lửa nữa, tức là bằng Thánh Linh. Ở đây thì trong câu chuyện này, Giăng Báp-tít bị người ta dồn vào một cái thế, đó là hỏi vấn ông là ông có phải là đấng Christ không, là đấng sẽ phải đến không. Thì Giăng Báp-tít từ chối. Điều này có nghĩa rằng là bài giảng của Giăng rất tác động lòng người. Bài giảng của Giăng đã khiến cho Giăng rất nổi tiếng. Bài giảng của Giăng đã khiến cho Giăng được ảnh hưởng trong xã hội cộng đồng đó. Nên họ thấy Giăng dường như là một người rất vĩ đại, dường như một tiên tri vĩ đại, giống như là đấng Christ đang đến vậy. Nhầm tưởng Giăng như vậy. Và chúng ta sẽ học cái bài giảng của Giăng. Giăng giảng như sau: hỡi loài rắn độc, ai đã báo cho các ngươi tránh cơn thịnh nộ sắp tới? Vậy hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn và đừng tự hào. Abraham là tổ tiên chúng ta. Vì ta nói cùng các ngươi, Đức Chúa Trời có thể biến những viên đá này thành con cháu cho Abraham được. Hiện nay lưỡi rìu đã đặt kề gốc cây, vì thế bất cứ cây nào không xanh trái tốt sẽ bị đốn và ném vào lửa. Đây là một lời giảng cực kỳ sắc, cực kỳ đau, cực kỳ mạnh, rõ ràng, lời lẽ rất dứt khoát, ngắn gọn và xúc tích. Thứ nhất ông gọi những người đồng bào của ông, gọi những người Do Thái cùng sinh ra tại quê hương ông là dòng dõi rắn lục. Rắn lục thì màu của nó là màu xanh lục, màu lá cây. Nhưng mà loài rắn lục này có thể đổi màu khi nó neo sang một cây khác không có màu xanh. Nếu mà leo sang một cái cây có hoa màu đỏ, nó sẽ hoa màu đỏ. Có hoa màu đỏ thì thân hình của nó sẽ chuyển từ màu xanh sang màu đỏ. Nó mà leo sang một cái cây mà vừa xanh vừa đỏ thì thân hình của nó cũng sẽ vừa xanh vừa đỏ. Nó leo đến chỗ đỏ thì nó sẽ thành đỏ, mà leo đến chỗ xanh nó sẽ thành xanh. Leo chỗ vàng thì thân nó sẽ thành màu vàng được. Tức là nó biến hóa cái màu sắc trên cơ thể của nó rất nhanh như vậy. Rất nhanh. Và ông Giăng Báp-tít ông ấy dùng cái hình ảnh con rắn này để nói với người Do Thái là các ngươi cũng giống như con rắn này, là hình thức bên ngoài luôn luôn biến đổi. Hình thức luôn luôn biến đổi. Cái tâm của các ngươi không sạch, cái tâm của các ngươi chứa đầy gian ác, các ngươi chỉ sống bằng hình thức và bề ngoài mà thôi. Cho nên ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Nếu các ngươi sống hình thức giả tạo, đến với hội thánh thì sống theo kiểu hội thánh, mà đến với ngoài đời thì sống theo kiểu ngoài đời, thì ai sẽ dẫn các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Hãy kết quả xứng đáng với điều các ngươi đã ăn năn. Hãy kết quả xứng đáng với người
với điều các ngươi đã ăn năn. Vì lời giảng của răng là hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Và rất nhiều người tin vào điều đó nên là họ đến với răng để ăn năn. Bởi vì là từ sau khi tiên tri cuối cùng, tiên tri của cựu ước ấy, là Ma-na-chi chết đi, một nghìn năm là bình yên, một nghìn năm không có một vị tiên tri nào dấy lên cả. Nên là khi răng dấy lên, răng giảng là hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã tới gần, thì theo hội thánh của Chúa thì nước thiên đàng bây giờ, hôm nay nhé, nước thiên đàng hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2019, thì nước thiên đàng đã đến chưa? Theo hội thánh Chúa thì nước thiên đàng đã đến chưa? Ở đây răng bắt tít giảng là hãy ăn năn vì nước thiên đàng sắp tới, chứ chưa tới. Lúc đấy ông giảng là chưa tới, thì theo mọi người thì bây giờ nước thiên đàng đã tới chưa? Thật ra theo Chúa mười mấy năm tôi mới ngộ nhận ra là nước thiên đàng đã đến từ rất lâu, đến từ lúc Chúa Giêsu phục sinh rồi. Ngài chết và Ngài phục sinh thì nước thiên đàng đã đến rồi. Lúc khi răng bắt tít chết đi thì Chúa Giêsu cũng tiếp tục cái lời giảng của răng là hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã tới gần. Giảng như vậy cho đến tầm gần 3 năm là lúc Chúa Giêsu chuẩn bị lên thập tự giá thì Ngài không giảng như vậy nữa, mà Ngài giảng là ta đây chính là đấng Christ và ta sẽ chịu chết và 3 ngày phải sống lại, và các ngươi phải tin ta thì các ngươi được sống. Ta là đường đi, chân lý và là sự sống. Nếu không phải ta thì không ai được vào nước thiên đàng. Và ta đến không phải mang bình an mà mang gươm giáo. Ta đến không phải là kết hợp mà để chia rẽ. Chúa nói với người đàn bà Samari bên giếng nước rằng kỳ đến và đã đến rồi. Khi các ngươi thờ phượng ta thì phải thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật, bằng linh hồn và chân lý. Nước thiên đàng đã đến rồi. Nước thiên đàng đã đến rồi. Và Chúa Giêsu đã giảng điều đó. Nước thiên đàng ấy là ở trong mỗi tấm lòng của chúng ta, ở trong mỗi linh hồn của chúng ta. Thánh Linh đang ngự trong lòng chúng ta, chứng minh rằng chúng ta thuộc về thiên đàng. Và tất cả chúng ta là công dân của nước thiên đàng. Mặc dù chúng ta chưa nhìn thấy, nhưng quả đức tin chúng ta tin chúng ta là công dân của nước thiên đàng. Nhưng vấn đề là rất dễ 5 tháng trôi qua theo thời gian một cách êm đềm, có đôi khi thì là một cách sóng gió, có đôi khi thì khó khăn hoặc nghèo nàn. Linh hồn của chúng ta thay đổi với Chúa không giống như thời ban đầu, nó biến đổi màu sắc giống như con rắn lục, nó biến đổi màu sắc. Trước thì ăn năn cái tội lỗi đó rồi, nhưng đến với Chúa rồi lại phạm lại, rồi lại ăn năn, xong đến với Chúa lại phạm lại, rồi lại ăn năn. Cái sự kết quả mà chúng ta có nó không xứng đáng với sự chết của Chúa. Nên Giăng Báp Típ ở đây nói rằng hãy kết quả xứng đáng với điều các ngươi ăn năn, xứng đáng được kết quả này ăn năn. Và đừng bao giờ tự hào Abraham là tổ phụ tôi. Người Do Thái thì họ rất tự hào Abraham là tổ phụ của họ. Bởi vì sao? Bởi vì là họ sinh ra chắc chắn là sẽ được cứu, họ sinh ra chắc chắn sẽ được gọi là tuyển dân Đức Trời, họ sinh ra chắc chắn sẽ thuộc về Đức Trời và sẽ thuộc về nước thiên đàng. Bởi vì là Chúa hứa với Abraham, Chúa hứa với Abraham là ta sẽ chọn dòng dõi ngươi là tuyển dân, sẽ biệt riêng dân ngươi với các dân tộc khác trên thế giới. Ai chúc phước cho dân ngươi thì ta sẽ chúc phước lại, ai rủa xả dân ngươi ta sẽ rủa xả lại. Tức là Chúa đã biệt riêng rồi, và cái lời hứa của Chúa không bao giờ thay đổi. Và họ biết là Chúa không thể thay đổi lời hứa của Ngài, nên là họ tự hào lắm. Ta là con cháu của Abraham, tôi là con cháu của Abraham, chắc chắn chết tôi sẽ về thiên đàng. Cho nên là khi họ sinh ra họ đã nắm được cái điều đó rồi, và cái tấm lòng của họ với Chúa đấy nó bị biến đổi rất là nhiều. Nó không đi theo cái chân lý là Chúa Giêsu dạy với người đàn bà Samari là ngươi phải thờ phượng bằng linh hồn, bằng tấm lòng, nhưng họ thờ phượng bằng cái hình thức bên ngoài thôi. Bởi vì cái tấm lòng nó bị thay đổi, khó giữ luật pháp lắm, khó, rất khó để chúng ta giữ được luật pháp, rất khó để chúng ta giữ được cái lẽ đúng, lẽ đạo của Chúa. Rất nhiều cám dỗ xung quanh cuộc đời chúng ta.
Ngày xưa mới tin Chúa đấy thì nhất quyết không ăn đồ cúng, nhất quyết không ăn. Nhưng mà sau này theo Chúa, học về lời Chúa rồi, hiểu rồi, thì có một người lại, có một số người lại nói rằng là dựa theo cái câu của Thánh đồ Phaolô nói đấy, là người ta không biết là người chết có thể quay về được, không có thần nào ăn cả, nên đồ cúng vẫn ăn được và họ chấp nhận cho ăn đồ cúng. Thời ban đầu thì mới theo thì không ăn, về sau lại ăn. Có một số người thì đi nhóm thì chúng ta là không phải câu nệ quần áo ăn mặc nữa, không phải trau chuốt nhiều nữa, bởi vì chúng ta thờ phụng Chúa bằng tấm lòng thôi. Cho nên cái thời kỳ đầu đến với Chúa thì tươm tất, thì đến sớm, nhưng về sau thì quen rồi, muộn hơn và xề xòa hơn. Có một số người nói rằng là tôi thờ phượng Chúa bằng tấm lòng, tôi đâu cần phải nói tiếng lạ đâu, tôi đâu cần phải vỗ tay đâu. Nhưng mà người ngũ tuần chúng ta thì nói là không nói tiếng lạ, không vỗ tay là không đầy dậy Thánh Linh. Nó có rất nhiều cái sự mâu thuẫn như vậy trong lời, trong đạo của Chúa. Và nó khiến cho những năm tháng đi theo Chúa đấy, rất nhiều người bị sụt lòng. Và khi người đời người ta nhìn vào, người ta nói là đạo tin lành lộn xộn lắm, đạo tin lành chia rẽ quá, nhiều đảng phái, cái gì tôi đã biết, nên là tôi không theo đạo tin lành đâu. Thì cái điều mà Giăng Báp-xít nói là tại vì các ngươi kết quả không xứng đáng với sự chết của Chúa Giêsu, kết quả không xứng đáng với sự ăn năn của mình, đã ăn năn. Và cái vấn đề là ở chỗ là đây có ba loại người. Loại người thứ nhất là những người dân, loại người thứ hai là các thầy thâu thuế, và loại người thứ ba là các binh sĩ. Trong cái đám đông này có ba loại người. Ba loại người này đều không biết tội lỗi của mình. Thì mới họ đến hỏi rằng là vậy thì tôi làm sao để được cứu? Người đoàn dân hỏi rằng thế thì chúng tôi phải làm gì đây? Thì Giăng mới dạy rằng là ai có hai chiếc áo hãy chia cho người không có, ai có thức ăn hãy san sẻ cho người thiếu thức ăn. Tức là các ngươi là con cháu Abraham rồi, và các ngươi cũng ăn năn rồi. Nhưng mà cái vấn đề là họ ăn năn, không biết là mình ăn năn điều gì. Biết là mình có tội, nhưng mà không biết là mình có tội gì. Cái vấn đề là như vậy. Cũng giống như vậy. Một mục sư thì giảng là đồ cúng thì ăn được, một mục sư thì giảng ngược lại, không ăn được. Thế chân lý là gì? Ăn được hay không ăn được? Cho nên là chúng ta không sâu sắc trong lời của Chúa thì linh hồn của chúng ta bị hỗn loạn. Cũng như là những cái người này, Giăng Báp-xít bảo là ăn năn đi vì thiên đàng đến rồi, nhưng mà họ đến ăn năn họ không biết họ phải ăn năn điều gì, không biết là mình có tội gì đây mà phải ăn năn, nhưng mà sợ không được vào thiên đàng vẫn ăn năn. Và ăn năn xong rồi mới hỏi là thế thì chúng tôi phải làm gì đây? Giăng Báp-xít mới dạy rằng là ai có hai áo hãy chia cho người không có áo một chiếc. Điều này có nghĩa là chúng ta phải yêu thương, phải san sẻ, phải mở tấm lòng của mình để chia sẻ, để làm trọn lẽ đạo của Chúa, là phải yêu thương. Người thâu thuế hỏi Giăng Báp-xít là thưa thầy chúng tôi phải làm gì? Thì Giăng Báp-xít dạy rằng là đừng lạm dụng thuế má, đừng thu cái gì nhiều hơn luật định, tức là đừng gian dối, đừng ích kỷ, đừng tư lợi cá nhân. Các binh sĩ thì hỏi rằng còn chúng tôi thì phải làm gì đây? Ông đáp là đừng tống tiền, đừng hăm dọa, đừng vu cáo, và hãy bằng lòng với tiền lương, tiền công của mình. Những người binh sĩ thì là lương rất là thấp, nhưng mà họ thường lạm dụng cái quyền binh trong tay mình. Họ hay hiếp đáp những người dân lành, hay vu cáo người khác, hay bắt bớ người khác để làm lấy tiền, thêm vào cái tiền lương của mình. Thì Giăng Báp-xít dạy như vậy. Cái câu chuyện là chúng ta nghiễm nhiên tự dưng gọi là mặc định trở thành rắn lục, trở thành con người hình thức giả dối,
mà chúng ta lại không muốn làm điều đó. Bởi vì cái tấm lòng của chúng ta thay đổi mà không biết. Bởi vì chúng ta không nghĩ rằng cái mà chúng ta đang phạm là tội. Không nghĩ rằng cái mà chúng ta đang làm đó nó là tội. Bởi vì một tội lỗi đấy được thực hành đi thực hành lại rất nhiều lần trong một khoảng thời gian nhất định cho một số đông người, thì điều đó sẽ trở thành một văn hóa. Và một văn hóa thì sẽ không còn là tội nữa, sẽ không là sai hay đúng nữa. Ví dụ như đến cái đèn đỏ cái chỗ này thì cả cái cộng đồng những người sống xung quanh đây họ cứ rẽ trái về phía nhà họ. Bởi vì là người công an họ không bắt những người sống xung quanh đấy, nên là những người ở xung quanh ấy, họ cứ đến cái đèn đấy họ rẽ về nhà họ, và nó trở thành một nếp văn hóa. Khi tôi đi với thầy Trọng thì thầy Trọng bảo em phải rẽ đi, em phải rẽ đi, người ta rẽ em phải rẽ đi, đây là văn hóa rồi, không có đúng sai gì đây cả. Nhưng mà nó sai chật lấc rồi. Thì có một lần anh Tuấn đi qua đấy thì bị nó bắt vào. Đúng và sai nó hỗn loạn quá, không biết được. Và đứng ở tại nơi này thì có những điều đúng và sai không ai dám nói. Nhưng mà tôi muốn nói với hội thánh của Chúa, thánh của Chúa hãy dựa vào tâm linh của mình, bằng lương tri, bằng tấm lòng của mình, thờ bằng Chúa bằng tấm lòng của mình, đọc kinh thánh và hiểu biết xem lẽ thật là gì, và Thánh Linh sẽ đến trong tấm lòng của anh em. Bởi vì Chúa Giêsu nói rằng là ngươi thờ phượng ta sẽ thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật. Khi Thánh Linh ở trong lòng chúng ta, khi Thánh Linh giáng xuống thì Thánh Linh sẽ giúp các ngươi đi vào mọi lẽ thật, Ở đây không muốn nói ra, không muốn chỉ trích là tội là cái gì, nhưng mà muốn nói hội thánh. Và là tôi tin rằng hội thánh biết tội là cái gì, cái gì mà chúng ta đang đến đây chúng ta đang làm sai, và cái gì chúng ta đang đi ra ngoài kia chúng ta làm sai. Chính Thánh Linh trong lòng chúng ta, chính lương tri, chính lương tâm, chính tâm hồn của chúng ta sẽ cáo trách chúng ta. Và xin Chúa sẽ giúp hội thánh của Chúa để thay đổi cái điều mà chúng ta đang làm sai đó. Nói ra thì sẽ động chạm đến một số người, nó sẽ không hay. Thì chúng ta phải nhớ rằng Chúa Giêsu đến sẽ báp tem cho người bằng nước, sẽ báp tem cho người bằng nửa nữa, báp tem các người bằng nửa nữa. Và chúng ta đây đã khi tin Chúa đã báp tem bằng nước rồi và báp tem bằng Đức Thánh Linh rồi, được nói tiếng lạ rồi, có ân tứ rồi, và sẽ đợi một thời kỳ Chúa sẽ báp tem bằng lửa nữa, Chúa sẽ tái lâm. Và chúng ta phải ăn năn trước khi cái kỳ đó đến. Chúng ta phải xây dựng cái cộng đồng chúng ta nó tốt, xây dựng cái cộng đồng chúng ta thay đổi, xây dựng cộng đồng của chúng ta trở nên trong sạch hơn, minh sáng hơn. Và ước mong là cái lời giảng của Giăng Báp-tít này nó sẽ có một cái giá trị cho những người sống xung quanh chúng ta. Và trong cái bài giảng này nó có một ý thứ hai nữa, là hiện nay lưỡi rìu đã đặt kề gốc cây, vì thế bất cứ người nào không sinh trái tốt sẽ bị đốn và ném vào lửa. Đốn vào trụ và ném vào lửa. Thì cái lời này có nghĩa là nếu như các ngươi không sinh trái tốt thì các ngươi sẽ xuống địa ngục. Đấy, câu này nó là ẩn dụ như vậy. Thì sinh trái ở đây nó có hai hình thức sinh trái. Thứ nhất là chúng ta sẽ sinh trái trên con người của chúng ta, và thứ hai chúng ta sẽ sinh trái là bông trái trên người khác. Hình thức sinh trái trên chúng ta có nghĩa là chúng ta sẽ sinh trái từ Đức Thánh Linh, sinh ra những điều tốt. Và sinh trái thứ hai là chúng ta sẽ giúp người khác trở nên tốt thì mới là sinh trái. Bởi vì nếu như chúng ta tốt mà chúng ta không giúp người khác nên tốt thì đấy không phải là tốt. Người tốt mà không giúp người khác nên tốt thì người đấy không phải là tốt. Thì nó có hai cái hình thức sinh trái này. Theo Chúa rất nhiều năm, nhưng mà chúng ta không thể sinh được cái trái thứ hai. Và chúng ta luôn luôn cố gắng để đấu tranh để giành cái trái thứ nhất, là cái trái trên cho chúng ta, cái trái dành riêng cho chúng ta.
Nhưng mà thực ra chúng ta không giúp người khác trở nên tốt thì chúng ta không thể tốt được. Sự sống của Chúa ban truyền cho hội thánh của Chúa, và đến hội thánh của Chúa mà nó tắc lại, đến hội thánh nào hội thánh nó tắc lại ấy, thì ơn phước nó dừng ở đấy, thì cái hội thánh nó sẽ bị tù đầy, nó rất là khốn khổ, nó bị tắc lại, không sinh được trái tốt, không sinh được trái ra, không sinh được trái ra. Diện mạo thì tươi tốt, làm ăn thì giàu có, sức khỏe thì được chữa lành, lời làm chứng thì có ơn, thờ phượng Chúa thì mạnh mẽ, hiểu biết thì có nhiều. Nhưng chúng ta không giúp cho những người xung quanh chúng ta, cho anh em, cho bạn bè, cho hàng xóm chúng ta có được cái điều đó, nhận được cái điều đó, cảm nhận được điều đó từ trong chúng ta, từ trong chúng ta. Thì Giang Mô Tiếp nói là Chúa sẽ đến và đốn và trụm rồi ném vào lửa, ném vào lửa. Đây có ba chữ là đốn rồi trụm và ném vào lửa, tức là khi chặt rồi thì phải đợi cho nó khô rồi sẽ ném vào lửa. Thì chúng ta có lẽ là có một số người chúng ta đấy đang ở trong cái thời, trong cái thời kỳ bị chặt rồi, nhưng mà Chúa đang đợi cho khô để ném vào lửa thôi, đang ở trong cái khoảng thời gian đó, ở trong khoảng thời gian đó nhưng không nhận ra. Và điều này rất là nguy hiểm. Không hãy ăn năn, và ngay lập tức cành rơi ra sẽ tháp lại gốc nho, cành rơi ra sẽ tháp lại cây chủ chính của nó, thì sự sống sẽ nan vào. Nguy hiểm lắm, bởi vì chúng ta nó êm đềm mà khi chặt xuống rồi êm đềm, đợi thời gian ném một lửa nhưng mà không nhận ra. Thì đây là bài giảng của Giang Bát Típ, bài giảng này đã làm nên lịch sử, đã làm nên cái tên tuổi Giang Bát Típ. Chúa Giêsu đã nói với đoàn dân sau khi Giang Bát Típ chết, Chúa Giêsu nói đoàn dân là ở trên thiên đàng, Giang Bát Típ sẽ là người lớn nhất trong tất cả mọi người. Nhưng nếu ai tin ta và ai ăn năn thì người ấy sẽ còn lớn hơn Giang Bát Típ nữa. Và cầu xin Chúa sẽ giúp hội thánh của Chúa ăn năn, hội thánh của Chúa sẽ nhận ra được tội lỗi của mình và sẽ trở thành một người tuyệt vời trong công dân trong đức thiên đàng của Chúa. Và xin kết thúc lời chia sẻ hôm nay.